một ứng dụng hoàn toàn miễn phí giúp phát hiện các dấu hiệu lừa đảo thông qua kiểm tra số điện thoại, số tài khoản, đường dẫn trang web và mã QR vừa được Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chính thức ra mắt. Phần mềm có tên là Android sử dụng được cho tất cả điện thoại thông minh smartphone. Người dùng có thể tải phần mềm từ ứng dụng Google Play với hệ điều hành Android và Apple Store với hệ điều hành iOS. Phần mềm cũng hỗ trợ chức năng rà soát quét các ứng dụng trên điện thoại, phát hiện mã độc hoặc phần mềm giả mạo. Theo đó, nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu nào về lừa đảo, người dùng có thể gửi báo cáo số điện thoại, số tài khoản, đường link, app nghi ngờ về trung tâm thông qua tính năng tích hợp sẵn trên phần mềm. Các dữ liệu báo cáo này sẽ được tập hợp, xác minh và cập nhật cho toàn bộ cộng đồng người sử dụng Android.